Amis Kế Toán là phần mềm kế toán online thuộc nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA Amis. Áp dụng công nghệ vượt trội, Amis Kế Toán vận hành hoàn toàn trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập và làm việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị. Amis Kế Toán đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán theo Thông tư 200, Thông tư 133 của Bộ Tài chính và liên tục được cập nhật, bổ sung các tính năng tiện ích, đáp ứng kịp thời các thông tư nghị định mới, phù hợp triển khai cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh từ nhỏ vừa đến lớn. Phần mềm kết nối thành công với các ứng dụng khác thuộc nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA Amis như Amis bán hàng, Amis tiền lương, Amis mua hàng, tạo nên một hệ sinh thái khép kín, xuyên suốt mọi hoạt động của doanh nghiệp, giúp kế toán kế thừa dữ liệu để nhập liệu nhanh chóng chính xác. Ngoài ra, Amis Kế Toán đã kết nối trực tiếp với phần mềm hóa đơn điện tử MISA Minvoice, giúp kế toán phát hành hóa đơn điện tử trực tiếp trên phần mềm. Việc kết nối với hệ thống ngân hàng điện tử cũng là một điểm đột phá trên phần mềm Amis Kế Toán, giúp người dùng có thể tự động lập lệnh chuyển tiền nhanh chóng, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch và đối chiếu sổ phụ ngân hàng. Đặc biệt hơn, Amis Kế Toán đáp ứng tính năng nhận biến động số dư tài khoản ngân hàng tức thời và tự động hạch toán các giao dịch ngân hàng ngay trên phần mềm. Amis Kế Toán đã tích hợp thành công với trợ lý trí tuệ nhân tạo Ava nhằm hỗ trợ người sử dụng tối ưu hóa các thao tác nghiệp vụ trong quá trình thực hiện công tác kế toán tại đơn vị. Ava chính là công cụ đắc lực bám sát công việc của kế toán, từ việc xử lý, hạch toán các chứng từ hàng ngày đến việc hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật về tài chính kế toán. Tự động nhập liệu. Toàn bộ công việc sẽ được trợ lý Ava thực hiện hoàn toàn tự động, từ việc thêm mới danh mục, thiết lập các tùy chọn hệ thống, đến việc xử lý và hạch toán hóa đơn chứng từ để tổng hợp các báo cáo toàn công ty. Người dùng còn có thể nhập các danh mục, chứng từ có sẵn từ file Excel vào phần mềm chỉ với vài thao tác đơn giản mà không cần mất thời gian nhập liệu thủ công, tự động xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra và phát hành hóa đơn. Amis Kế Toán đã tích hợp thành công với phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào, đầu ra MISA Minvoice, giúp đồng bộ các hóa đơn đầu vào, đầu ra từ MISA Minvoice về phần mềm một cách nhanh chóng. Các hóa đơn sau khi được đồng bộ sẽ ngay lập tức được trợ lý Ava thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và chủ động phân loại hóa đơn để lập chứng từ. Tự động kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách. Phần mềm hỗ trợ người dùng thực hiện kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách xuyên suốt quá trình làm việc và trước thời điểm nộp báo cáo tài chính năm nhằm phát hiện các sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu và đối chiếu các sổ sách với nhau, đồng thời đưa ra hướng dẫn xử lý tương ứng cho từng trường hợp sai sót để người dùng thực hiện xử lý, đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Tự động tổng hợp báo cáo. Với Amis Kế Toán, người dùng có thể lập báo cáo thuế chỉ với vài thao tác đơn giản. Phần mềm sẽ tự động thực hiện đối chiếu dữ liệu trên bảng kê mua vào, bán ra trên tờ khai thuế với dữ liệu hóa đơn lấy về từ Tổng cục Thuế, giúp kế toán kiểm tra và xử lý các trường hợp chênh lệch trước khi nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và nâng cao tính bảo mật cho doanh nghiệp mình. Amis Kế Toán cũng cung cấp hệ thống các biểu đồ tổng quan về tình hình tài chính, công nợ, tồn kho và kho báo cáo đa dạng, phong phú theo nhiều chiều. Chỉ với việc đưa ra một câu lệnh bằng text hoặc giọng nói, trợ lý Ava sẽ ngay lập tức tổng hợp số liệu báo cáo và đưa ra những phân tích xác đáng, cụ thể nhất thông qua hệ thống báo cáo trực quan trên phần mềm Amis Kế Toán được cung cấp bởi trợ lý Ava. Chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt được các thông tin tài chính kế toán một cách nhanh chóng nhất để đưa ra những quyết định điều hành hợp lý, kịp thời. Cảnh báo, nhắc nhở thông minh. Amis Kế Toán có khả năng tự động cảnh báo, nhắc nhở thông minh khi đến thời hạn kê khai nộp thuế, tồn kho vật tư hàng hóa, thu hồi công nợ, thanh toán hóa đơn. Đồng thời, tự động kiểm tra và cảnh báo các nhà cung cấp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn. Hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng nắm được trong danh sách nhà cung cấp của đơn vị mình có tồn tại nhà cung cấp nào có rủi ro cao về thuế và hóa đơn hay không. Trường hợp tồn tại nhà cung cấp trong danh sách vi phạm đã được công bố, thì kế toán có thể xem nhanh được các hóa đơn đầu vào đã phát sinh để có định hướng xử lý phù hợp. Thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà ở đó, yếu tố đặc trưng chính là sự bùng nổ về công nghệ AI. Chính vì vậy, doanh nghiệp nên nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào công tác kế toán, đảm bảo luôn đón đầu xu thế trong cuộc đua của sự đổi mới. MISA với hàng chục kênh hỗ trợ, luôn sẵn sàng đồng hành và phục vụ bạn. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy truy cập amis.misa.vn để trải nghiệm sản phẩm Amis Kế Toán ngay hôm nay.